Ok, 1, 2, 3. Woo Si có nụ hôn đầu lúc bao nhiêu tuổi? Lớp 7. Mối tình đầu của Woo Si là năm bao nhiêu tuổi? Lớp 7 luôn. Lần đầu Woo Si hôn là ai và ở đâu? Quyền Anh và ở trong trường. Lần đầu gặp trực tiếp Emma tại Vì Yêu Mà Đến, Woo Si có thấy khác so với xem trên YouTube không? Khác, nhìn trên YouTube dễ thương hơn, còn ở ngoài đời thì đẹp hơn. Lần đầu ôm Emma cảm giác như thế nào? Đã. Lần đầu anh Woo Si gặp chị Emma, anh có thấy chị Emma là người như thế nào? Người lanh với lại có nhiều. Lần đầu hôn Emma cảm giác như thế nào? Đó muốn đâu? Đúng rồi, có. Ê, bang từ từ ra, cho thở đi. Từ từ. Anh ơi, còn nhiều em à? Từ từ. Hai, ba, làm nhau một thêm. Được chưa? Một. Hai, ba. Wow. Hay là các bạn thấy màu đen không? Cảm thấy như thế nào? Bây giờ anh nghĩ là em sẽ cảm giác được những gì anh cảm giác chỉ sau 3 giây nữa. Ủa, em hay quá lòng nào? Không nói được. Lông diện rộng hay diện nhỏ. Ok. Không, nhưng mà thật sự anh nói thiệt, em nghĩ... Ủa, sặc lắm quá. Tương lai của em nằm trong cuộc gọi điện thế này. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Alo chị ơi, chị đang bận không ạ? Ngoài cửa nhà này. Em muốn nói cái này nè chị nghe nha. Chẳng ra cun mà lá kiếp thiên cổ ma. Em nói tiếng Thái hả? Đọc kinh Tây Tạng nha. Dạ. Nghĩa là? Tôi nhớ nhiều, tôi yêu bà rất nhiều. Việt Nam thắng rồi chị bảo không? Bà này bắt đầu ra. Em ơi, nói chung là anh đang muốn wax lông cho Woo Si. Là nếu mà em say yes một cái là anh wax cho Woo Si sạch sẽ luôn. Em mà anh thần em. Ô tắt rồi. Nói chung là khoan, bây giờ anh nghĩ là chắc nãy giờ mọi người chắc cũng thắc mắc là cái câu tiếng Thái em đọc là cái gì á. Em có thể đọc lớn lớn lại sẵn em dịch thuật luôn cho mọi người hiểu. Anh là anh hiểu rồi đó. Anh đang đọc kinh Tây Tạng. Sàn la khu ma la kiếp thiên khổng ma. Là tôi yêu bạn và rất bạn rất nhiều. Không biết là có đúng không, nhưng mà chia sẻ C2 chị.